Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Monster Legend và Mia Thanh Easy đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Thì chúng ta sẽ vào thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục và hôm nay mình sẽ cố gắng là có thể skip một cái nhiệm vụ 200 game đó cho anh em. Hiện tại mình đang có 175 game rồi. Mình thiếu khoảng là 25 game thôi là sẽ có thể skip được cái nhiệm vụ này. Thì chúng ta sẽ đi đánh thêm những con boss ở trong phần Adventure Map nha. Để có thể lấy được. Chúng ta sẽ có một trận, hai trận, ba trận này. Bên này thì bao giờ nữa thì ra đánh những con boss đây. Ở trong con này thì nó sẽ có chứa đó chính là cái game anh em ạ. Chúng ta sẽ lấy cái này trước, đánh nhau này trước. Chúng ta tất cả hai trận ở đây. Không biết là trong này sẽ chứa bao nhiêu game. Hình như nó sẽ chứa khoảng tầm 15 game thì phải. Và chúng ta sẽ sử dụng với cái đội hình team mạnh nhất để có thể đánh được ở trong này. Ok, chúng ta sẽ bia làm gì đây? Stun on à? Được không? Hay là điều khiển tâm trí ta? Bọn này thì nó sẽ kháng Blin. Nên mình sẽ đánh chúng ta sẽ điều khiển tâm trí của mấy con này đi. Còn Crystal Ray rất là khỏe nha. Vì thế phải điều khiển nó trước. Cho bị cái này không thể điều khiển rồi. Không sao. Đây, cho sẽ điều khiển được nó rồi. Bây giờ để nó đánh nhau thôi. Mình sẽ hồi lại thêm năng lượng. Thế quái này nó bút cho mình cái gì ấy nhỉ? Hình như là kích hoạt chiêu thức cho mình thì phải. Đánh nhau đi anh em. Đúng rồi, giết chết Crystal Ray trước đi. Chúng ta sẽ có khả năng là stun on à? Thôi không, mình cứ từ từ thôi. Nhờ mình sẽ chém con này chết trước đi á. Crystal Ray là một con rất khỏe. Con này chuyên đánh boss và khả năng là bleeding rất là khó chịu. Mình sẽ đập một con chết trước, một con panda. Sau đó thì team ta sẽ hồi lại năng lượng thôi. Chúng ta sẽ hồi lại toàn bộ năng lượng ít thứ. Mình chém này thì nó gần chết luôn à. Từ từ. Chúng ta sẽ hồi lại năng lượng nhá. Nó đánh thì nó cũng không được bao nhiêu máu đâu. Wow, vừa nói cái là có Super Panda luôn. Wow, Super Panda. Cái gì đây? Ui, nó là stun đấy chứ. Thế mới nhỏ. Không sao. Chúng ta sẽ hồi năng lượng để cho turn sau luôn. Đấy. Chúng ta đã hồi sạch năng lượng rồi. Chém nó phát nữa. Trời, Super Panda kinh thật. Nó giáng một đòn từ trên trời xuống luôn. Thật sự là đáng sợ luôn. 303.000 mấy đây. Mình sẽ cho ra bleeding thôi. Bleeding này. Ở kia thì ta sẽ tốc độ nhân 2 lên cho nhanh. Chúng ta sẽ có cái từ chiêu Stream of Flame. Một chiêu này. Con này thì chém cái Soul Iris thì cả team này nó cũng sẽ die thôi. Rồi. Bị đốt bị lửa chứ. Không đốt rồi. Sao không bị đốt bị lửa nhỉ? Con này không dính chiêu lửa luôn rồi. Không sao. Chúng ta sẽ còn một vài trận nữa là ta sẽ tới được cái phần lấy game. Ở đây thì mình sẽ được có 2 sao rồi à? Hơi đáng tiếc ta sẽ có 2 sao nhỉ? Căn bản team nó cũng khỏe cơ. Cho thêm một cái team speed level 5 này. Mình sắp đánh với con master rồi. Wow. Toàn 2 trận thôi. Khó. Bắt đầu thấy cảm giác rất là khó đấy. Rồi chúng ta sẽ chiến đấu luôn. Son, Cookie, Blockers. Giết team này trước nhỉ. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Kháng Possessor, kháng Daze. Ok. Team này nó kháng nhiều thứ thế cơ. Chúng ta sẽ stun trước này. Rồi bây giờ sẽ dồn đam lên bọn này luôn. Đấy. Soul Iris luôn. Có thêm hiệu ứng đó chính là hiệu ứng ác mộng vào người bọn này. Mấy con này sẽ tự động chết thôi. Stun. Một turn nữa nó sẽ tự động chết nhá. Nên mình sẽ cần hồi năng lượng cho team là được. Là xong ngay mà. Chúng ta sẽ chém con này một phát này để cho nó đảm bảo chắc nó sẽ chết. Bánh quy. Còn có chiêu đốt lửa thêm một turn đấy anh em ạ. Mình sẽ hồi năng lượng đi. Cứ bình tĩnh thôi. Nó còn 6.000 máu. Chết luôn. Còn Blowhurst này cũng sẽ chết này. Con kia ai cũng chết thôi. Không nên dùng chiêu làm gì cả. Hơi phí nhỉ. Yeah. Chúng ta sẽ bleeding trước. Bọn này có kháng Possessor không nhỉ? Hình như là có. Bọn này sẽ kháng này. Không, nó kháng khoảng 20%. Kháng ác mộng và kháng bleed thôi. Rồi mình sẽ điều khiển tâm trí. Như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ thắng thôi. Chúng ta sẽ muốn dùng cái chiêu này. Triple Dam lên. Đó, loại bỏ một nửa lượng máu. Ôi, chết tôi rồi. Chiêu thức này cần phải cooldown. Thế mới điên chứ nhờ. Rồi mình sẽ giết con này trước. Mày chết này, 37.000 máu, hơi phí. Ra hơi phí máu rồi. Đánh nhau đi, tăng độ chính xác lên.
7.500 máu thôi, hơi thấp ta. À, chúng ta sẽ chém con này trước đây, nó nguy hiểm nhất. Chúng ta tới con boss rồi đấy. Mình sẽ dùng cái chiêu thứ hai. Lượng đam huyết mình có còn không? Có thể điều khiển tâm trí nó một phát nữa không? Chết luôn, khỏi cần điều khiển nha. Chúng ta sẽ đi đánh để kiếm thêm game nào, để có thể skip qua cái nhiệm vụ này. Và chúng ta cũng sẽ không được 2 sao đâu. Các bản cửa này nó cũng khó, nó có 2 turn như thế này. Ví dụ nếu có 1 turn thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó, đây này, 400 map 430 rồi. Có một con master. Con này kháng cái gì nhỉ? Kháng Blind này, kháng Burning, kháng Fraser. Không kháng Blind, nó có team strength tăng dam. Thay đổi team đi. Chúng thay đổi con Razu bằng con cũng master đây. Hầm ngục master, con này khổng lồ luôn. Thật sự là đáng sợ đấy. Nào, chúng ta sẽ cho Totem Blind trước. Thôi chết rồi, Blind block rồi anh em ơi. Chúng ta không dùng chiêu này được, phải dùng cái chiêu stun đi. Nó sẽ không kháng stun đâu. Hơi mệt ở đây. Đánh kiểu gì bây giờ nhờ. Chúng ta sẽ hồi chiêu stun cho bọn này không? Chắc là được. Rồi mình sẽ dùng cái chiêu này để hồi stun cho con tiếp theo. Con này sẽ được. Hình như nó sẽ kháng stun đúng không? Đúng rồi, kháng stun và kháng cả mega stun luôn kìa. Bây giờ làm nào đây? Nó kháng stun thì dùng bleeding thôi. Thật sự hơi mệt rồi đấy. Oh, không dính kìa. Không dính thì phải làm sao bây giờ? Cứ mong hai con này sẽ chết. Con này không chết kìa anh em, trừ 20% đam. Nó sẽ hồi cái gì đấy. Ây cha cha, đánh mít rồi, tốt quá. Thật sự đấy rất là tốt luôn. Nó sẽ làm, nó còn kháng ấy không? Nó không kháng nữa rồi. Mình sẽ búp thêm cho con này. Chúng ta sẽ đánh bằng chiêu đó chính là stun on. Chết đi. Rồi, tốt lắm. Còn master cũng sẽ bị stun luôn. Nó còn khoảng hơn 400.000 máu nữa và mình sẽ bắt đầu sử dụng chiêu này. Tấn công trực tiếp luôn. Đốt máu thôi rồi. 168.000 một phát. Hình như nó sẽ không kháng không kháng ấy đâu, không kháng Blind đâu. Totem Blind này. Chắc chắn là sẽ die thôi. Mình hết skill rồi. Mình vẫn còn chiêu này. Đốt lửa phát nữa, xịt ạ. Không chuẩn luôn. Mình sẽ hồi năng lượng đi để tỉa ra Totem Blind nữa cho nó sợ. Không vấn đề gì, nó có, mình đang cho nó Totem Blind mà. Giờ thôi, chúng ta đang có turn. Xịt sao nhiều thích nhờ, tại sao lại xịt như vậy ta? Không hiểu luôn. Mình sẽ hồi chiêu cho con này. Chiêu lửa đầu tiên đánh cho nó thấm này. Đánh cho nó thấm này. Và mình vẫn có thêm cả bleeding nữa vì được chiêu hồi của master kia. Chết luôn. Chắc chắn luôn. 253.000 máu kết hợp cả với đốt lửa cũng như là chúng ta sẽ có cả bleeding. Wow, 25 game luôn này. Và tốt rồi, chúng ta có thể skip qua cái nhiệm vụ này luôn cho anh em. Trong cái sự kiện lần này mình đã tốn khoảng phải đến 350 game. Lần trước mình skip một nhiệm vụ là 150 game. Lần này sẽ thêm một nhiệm vụ 150 game nữa để cố gắng là team chúng ta sẽ lên được cái lab 14. Thêm một game này anh em, cũng khá là tốt rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ mua được con này, không mua làm gì cả. Và chúng ta sẽ là skip cái nhiệm vụ này luôn. Đấy, 200 game, mình đúng 201 game tròn luôn này. Complete note thì sẽ mất khoảng 200 game. Rồi, nhiệm vụ rất là khó. Chúng ta sẽ lên được lab 13 rồi anh em, tuyệt vời. Và chúng ta sắp lên được lab 14 rồi. Còn một chút nữa thôi sẽ lên được lab 14 đây. Chúng ta đang lab 13 đúng không? Chỉ còn một đoạn thôi sẽ lên được lab 14 rồi anh em. Mình sẽ làm thêm một số cái nhiệm vụ ở đây nữa. Chúng ta sẽ có craft ra 3 cái runner, 5 cái runner level 3. Cái nhiệm vụ này hơi khó ta. Crafting này. Runner level 3. 1, 2, 3. 5 cái runner level 3 cơ mà. Ít nhất mà cần khoảng 5 game. Cái này khoảng mất khoảng 14 rồi. 5 game thì ta mới làm nhiệm vụ này. Rồi sẽ chuyển qua cái nhiệm vụ khác đi. Ở đây ta sẽ có một cái nhiệm vụ khác. Đó chính là breeding ra UC. Rank up 8 UC Monster. Breeding ra UC thì mình nên breeding con gì đây?
chúng ta chưa biết sẽ breeding ra con gì. UC UC đây 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 đây, repeat hai con Panaken với nhau là chúng ta sẽ ra thôi. Khá đơn giản. Nhiệm vụ này thì nó cũng không quá khó. Hôm qua mình không biết là up con cái con quái gì đây. Chúng ta sẽ bỏ con này ra. Con Chizast. Ở đây ta sẽ có thêm một con Ethereal. Con này thì mình cũng có rồi à. Sẽ up con này làm gì ra? Tốn chỗ up. Chúng ta thêm được một con UC à. Con này con gì đây? Chúng ta sẽ được một con C à. Con này có phải con C không? Mình không biết con gì. Chúng ta sẽ bỏ con Fireshore đi này. Chúng ta sẽ cần thêm một con Panaken nữa để chúng ta có thể up thêm được cái chuồng Legend lửa. Một chuồng lửa mình đâu à? Chuồng lửa bây giờ full chỗ rồi, không còn chỗ nào để mà nhét vào được nữa rồi. Hết sạch. Có cái chuồng lửa nào không? Đây đây có mấy con lửa đây, nhưng vấn đề là những con lửa này không bỏ đi được. Có cái chuồng lửa nữa không nhỉ? Đây đây chuồng lửa. Có con này sẽ bỏ đi thôi. Con này thì có thể chắc chắn sẽ like rồi. Con tạm thời sẽ cho vào đây để cố gắng ra được một cái con Panaken đã. Không tính sau. UC đấy, hình như ra đây được UC rồi. Bán nốt con lửa đi này. Bây giờ phải kiếm thêm được một vài game nữa anh em ạ thì mới xong được cái nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ cần kiếm thêm 5 game nữa. 5 game nữa này, mình được có một con. Cho kiếm thêm 5 game nữa. 5 runner đúng không? 5 runner level mấy ấy, thì mới được. Mà trước hết ta cứ làm cái nhiệm vụ này đã. Nó toàn ra UC ấy nhỉ? Toàn ra con C ấy nhỉ? 5 game mà bây giờ sẽ kiếm game ở đâu đây? Chúng ta sẽ có ở trong hầm ngục. Hầm ngục chắc sẽ có ở đây nữa này. Hầm ngục của chúng ta sẽ là 10 game. Mình muốn kiếm thêm khoảng 5 game, 4 game nữa. Đấy thì quái là bây giờ để kiếm thêm 4 game bây giờ. Chúng ta sẽ skip cái nhiệm vụ này đã xong này. Rồi, chúng ta thêm con Panaken nữa anh em ạ. Hình như là mình còn thêm một con Panaken nữa thì phải. Chúng ta cho hai chỗ up thì nó sẽ nhanh hơn. Lửa này. Chúng ta sẽ còn không, chúng ta còn duy nhất là một con Panaken thôi. Chúng ta có đúng đủ một cặp Panaken để có thể lai giống với nhau. Chúng ta sẽ phải đợi cái nhiệm vụ này rồi. Không cách nào khác. Mới được duy nhất là một con à? Hình như phải 4 con đúng không? 4 con thì hơi lâu ta. Sao toàn lửa nhỉ? Sao toàn lai ra lửa vậy ta? Với cần kiếm thêm 4 game nữa. Kiếm thêm 4 game bây giờ đào đâu ra 4 game bây giờ? Team Ray chỗ nào nó tặng cho mình 4 game không? Có một cái nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ này cần phải cho ăn 7,5M để lấy 20 game cơ. Bây giờ chưa biết sẽ cho con nào ăn đây. Bán con này đi. UC. Có các cách nào là lai ra UC đơn giản hơn nữa không nhỉ? Để mình sẽ thử lai. Độ hiếm của nó sẽ UC đây. Green Saw, cứ lửa và lá thôi. Cứ lửa và lá cơ bản chắc sẽ ra được anh em ạ. Chúng ta sẽ cũng thử lai luôn một con thôi. Lửa và lá cơ bản. Hình như mình vừa bán con lửa đi rồi. Lửa và lá cơ bản, đúng là như vậy. Ở đây thì mình sẽ có con lá cơ bản mình cũng bán nốt đi rồi. Con Green Saw ấy, con Green Saw với con Fire Saw ấy là hai con đấy. Đây, chúng ta sẽ có thêm một con lửa cơ bản ở đây luôn. Cần thêm một con lá cơ bản nữa. Không breeding à? Quên rồi. Sao quên mất? Hiện tại đang không có ai online mấy nhỉ? Bây giờ chắc là buổi sáng anh em chưa ngủ dậy. Mở thêm cái hòm, mình sẽ cố gắng làm xong cái nhiệm vụ đã, xong mình sẽ làm mấy cái kia sau. Chúng ta sẽ được thêm một số thứ linh tinh ở đây nữa. Rồi. Lại là Panaken, mình đâu cần Panaken ta, mình cần con UC. Mình đang rất cần con Fireshore anh em ạ. Vấn đề là chúng ta sẽ đánh kiểu gì bây giờ để kiếm thêm game đây. Hết nhiệm vụ kiếm thêm game rồi. Adventure map thì còn lâu mới tới được cái nhiệm vụ kiếm game. Một trận, hai trận, ba trận và bốn trận cơ. Ôi chà, bây giờ đợi bao giờ mới có thể là hồi bốn trận đây. Trợ giúp từ bạn bè. Trợ giúp bạn bè cũng không được. Thôi đợi cái này xong đã. Làm được cái nhiệm vụ nào thì làm thôi. Rồi, bán đi khoảng 2.500 point. Đó. Hình như mình con Chizast là UC đúng không? Mình cũng không để ý con này là con UC hay con gì nữa.
chúng ta mới được duy nhất một con UC này. Chúng ta sẽ cần phải rank up 8 UC Monster. Ok, rank up hơi khó. Thật sự rank up hơi khó. UC Monster đâu rồi? Có ao ao còn không đủ cái cục xeo cơ để có thể rank up. Đánh up bằng mắt. Mà mình cần có game đó. Cái nhiệm vụ tốt nhất là mình có thể làm đó chính là nhiệm vụ này và nhiệm vụ craft ra runner. Thế thôi. Đấy, thêm được con UC nữa anh em ạ. Cái này phải đợi 9 phút nữa. Có nên dùng một game không ta? Bây giờ phải có đủ 4 game thì mới được. Hoặc là cho thú ăn ấy. Cái nhiệm vụ cho thú ăn mình chỉ cho ăn khoảng 7m. Chúng ta đang có khoảng 20m, mình cho ăn khoảng hết 7m đi thì là chúng ta sẽ lên được thôi. Rồi mình sẽ cho ăn 7m nha. Còn khoảng 13m nữa là sẽ lên được thôi. Con này sẽ có một chiêu gì ở đây? Bleeding cho 3 turn. Zigzag to roll. Từ từ mình cần phải xem cái bộ skill nâng của nó như thế nào để nâng cho nó chuẩn đó. Đỡ tốn thức ăn. Bleeding 3 turn, cái này hơi lâu nhỉ. Yêu cầu là cooldown này. Cái này nên đổi cho cái chiêu gì không? Ác mộng này, enemy hơi yếu ta. Mình sẽ thay cho này trước. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào trong cái này để tiếp tục là breeding ra. Đó, repeat này. Hai con panakem với nhau, chúng ta được thêm một con green saw nữa. Cho bán cái con green saw đi nhờ. Đây, cho vào đây luôn. Nào, chúng ta sẽ quay trở lại thôi. Và ở đây thì mình vẫn đang sinh sản tiếp tục đúng không? Chúng ta sẽ cần hai con nữa thôi là sẽ đủ rồi. Chúng ta sẽ có một con lửa ở kia. Rồi và mình có thể là cho bọn này lên cấp. Cho con này lên cấp đi. Chúng ta sẽ sinh sản giữa con lửa và con green saw này để có thể nhanh hơn. Đấy, tiến hóa dạng 10 là tiến hóa dạng 3 đấy. Chúng ta sẽ cho nó lên level 10 luôn. Đây sẽ là level 10 của nó này. Và chúng ta sẽ bắt đầu là sinh sản hai con với nhau. Chúng ta sẽ bán một con Fire Saw đi. Đấy, tiếp tục nào. Vẫn là Fire Saw nhỉ. Fire Saw đây đã cho lên chưa? Cho con lửa lên cấp đi. Thì mình sẽ sinh sản hai chuồng này, tốc độ nhanh hơn rất là nhiều. Level 5, level 6, level 7. Level 7 này, level 8, level 9 và level 10. Con này level 7 đã tiến hóa dạng 3 luôn rồi. Rồi, cho ai bán con này đi. Bán liên tục. Đấy, cho này vào. Vẫn là con Fire Saw anh em ạ. Giờ chúng ta sẽ sinh sản hai con lửa. Lửa và lá. Lửa đơn và lá đơn. Đấy, lửa này. Và con lá đơn này. Mình vừa có một con rồi. Con Green Saw là UC à? What the fuck man? Con không phải rồi. Thả nào nó cho có thể cho vào được cái môi trường lửa thì do nó là UC. Mình quên mất được điều đấy. Lại là Pandaken vậy. Sao lại Pandaken với Pandaken vậy? Thế thì cho Pandaken với Pandaken thì tốt hơn không? Đúng không? Bán lại bán cái này đi. Mất không cho ăn lên rồi biết lại bán đi. Bây giờ lại bán đi và cho nó vào đây. Để cho nó ăn lên mình cần hai chuồng Pandaken. Kiểu gì thì phải giữ lại hai con Pandaken nhá để có thể sinh sản lai giống với nhau. Bực mình ta. Vừa mới cho nó ăn lên bây giờ lại phải bán đi. Con này là con UC nhá. Nếu mà lai giống với con lửa kia thì kiểu gì nó cũng sẽ ra một cái con gì đấy, nó rất là khó. Nên chúng ta sẽ bán cái chúng ta sẽ lấy Pandaken thì hợp lý hơn. Rồi, chúng ta có 3 con UC rồi anh em. Cần một con UC thôi là chúng ta sẽ xong cái nhiệm vụ đầu tiên này. Đó, sau 4 member. À, phải 4 người cơ. Thảo nào.
Đây này, bây giờ là cái nhiệm vụ này thì mới là khó này anh em. Thật sự cái nhiệm vụ này bây giờ mới là khó này. Chúng ta sẽ cần phải là craft ra cái level 3 runner. Ấy chà, mình không cần phải sinh sản đâu, thế thế thôi là được rồi. Phải 4 member cơ mới xong được cái kia thì ta rank up thì phải đợi từ từ. Team Ray bây giờ hết game rồi, không còn tí game nào luôn. Adventure map. Cái này thì một trận, hai trận, ba trận, phải tất cả 5 trận cơ thì chúng ta mới đến được cái vị trí của cái con cá sấu này. Ý ra sẽ còn nhanh hơn đúng không? Được rồi, chúng ta sẽ đánh cái đấy đi. Đánh cái này luôn đi, đánh cái Adventure Map đi để kiếm thêm game nào, và hy vọng là trên đường đi có thể kiếm thêm được vài viên game nó khỏe khỏe một chút. Bọn này đều level 116 à? Làm sao mà đánh được đây, phải sử dụng cái team mạnh nhất rồi, không đánh được cái team vớ vẩn đâu. Mamitu cũng được. Rồi chúng ta sẽ chọn Chrysandre. Bọn này khỏe lắm nhờ, nó đấm cho chết đấy. Hay là chọn là một hit 3 kill thôi, cứ để con này tạm thời phải có một con tốc độ. Rồi chúng ta sẽ chọn cái team một hit 3 kill đi, cũng rất là ngon. Đó chính là Dispater này, Razu này, và con voi, thần voi của mình. Thần voi của chúng ta đâu? Cái team này thì nó sẽ clear bọn nó cực kỳ nhanh luôn. Thần voi của chúng ta đâu nhỉ? Qua rồi. Thần voi ở trên này cơ. Thần voi level 100, đây rồi, thần voi chúng ta rồi. Và chúng ta sẽ chiến đấu rồi. Dispater đủ team rồi đấy. Tốc độ thì nhấn thế nào? Nó đều là epic. Đầu tiên thì rồi mình sẽ cho cái này trước. Gloomy Doom khả năng một con kháng à. Evasion lên, búc cái này lên để anh em đỡ mất máu. Extraturn và sẽ Underworld Rise, đội quân xác sống. Tiến lên nào, chúng ta sẽ có đội quân xác sống đây. Một hit luôn. Let's go. Chết luôn, không kịp sơ thở luôn đấy. Thật sự là đáng sợ đấy nha. Rồi chúng ta sẽ được 3 sao liền này anh em ơi, quá ngon. Và mình sẽ quay số và hy vọng sẽ ra được một cái game gì đấy. Nó chỉ cho mình thức ăn thôi, ở những cái map thường nó chỉ cho thức ăn thôi. Phải đến cái con boss cơ thì nó mới cho ra game. Game đi nào, để mình hoàn thành nhiệm vụ cái. Game game game. Rồi tí được một cục game nữa không? Hơi buồn ta. Còn có hai trận, một trận hai trận, và mình vừa cần phải hồi hai trận nữa thì mình mới đủ cái lượng game được anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục là fighting, chiến đấu nào. Chúng ta vẫn sẽ dùng cái combo như thế thôi, cho nhanh. Mấy combo kia lâu lắm. Rồi, chúng ta sẽ Lost of Beginning, Evasion, lên nào. Và chém cho nó một phát cho nó đầy. Ôi chết rồi, nhầm đòn rồi. Hãy phải dùng cái kia chứ. Điên thích nhở. Chờ nó đốt lửa. Eat a chap. Chap à? Không heal mà. Ôi có stun kìa. Mình có evasion nên không lo lắng lắm. Không lo lắng một cái vấn đề này. Sao con này vẫn bị độc nhở? Thế quái nào ta? Ui, nó cho gần chết kìa. Thật sự là đáng sợ luôn đấy. Nó bị stun nữa chứ. Thôi chết tới rồi. Nguy hiểm rồi. Mình sẽ khả năng là kháng stun, giải stun lên và cho team mình khả năng regen. Đừng có chết là được. Mất lượt. Ok, chúng ta sẽ cắn chết một con. Con nào tốt nhất chúng đó nhỉ? Cắn chết con này đi. Vào đây là các bạn trẻ, 2000 dam. Đánh nhau đi. Sợ quá, tí thì mình đài nha. Mình hơi ngáo cần là không sử dụng cái chiêu một hit 3 kill. Tuyệt kỹ cắn nhau đi, tốt lắm. Quả này mà không điều khiển tâm trí của nó cho mình chết rồi ấy. Có khả năng bleeding, một bé hy sinh. Và chúng ta sẽ búp cái gì đây? Khả năng là phản đòn, mình bổ chết con này luôn này. Đam không hề tệ một chút nào cả. Thôi không cần phải, không cần phải đánh nữa, để con kia đánh nốt đi. Bị độc à? Nhưng khả năng là hồi máu mà, hồi máu mà. Chết nốt bé này luôn này. Ok. Rồi thì tạm thời mình sẽ dừng tập này đấy nhé. Và mình sẽ đợi thêm game để có thể làm cái nhiệm vụ đầu tiên.
Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em vào những tập kế tiếp của tựa game là Monster Legend. Bye bye.